Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tạ Trung, xin gửi lời chào bình yên đến anh Hoàng Trọng Thụy. Chào anh Tạ Trung. Cùng quý khán giả đến với chương trình Mỗi Tuần Một Vấn Đề trên Lý Đồ Sài Gòn TV, băng tầng 56.10, 14.2 và trên online lydosaigontv.com. Xin chào anh Thụy, hôm nay có gì đặc biệt không thưa anh? Mình đang đến ngày cuối cùng của Đại hội Đảng Cộng Hòa và chúng ta sẽ nghe thấy Tổng thống Trump chính thức nhận lời đề cử và liên tục có những cái bài diễn văn. Một điểm đặc biệt đó là khác hẳn với Đảng Dân Chủ, một điểm tôi để ý là phải chờ đến ngày cuối ông Joe Biden mới có bài diễn văn chính thức kết thúc luôn, vừa nhận được đề cử và trình bày về những cái chính sách quan điểm của mình. Nhưng mà riêng với phía Đảng Cộng Hòa, Tổng thống Trump hầu như xuất hiện từ đầu đến cuối luôn. Ông rất muốn xuất hiện để mà rõ ràng mình muốn thấy là ông muốn khuấy động lại cử tri, nhất là những người đang ủng hộ cho ông, và một phần kéo lại những người mà còn hoang mang, chưa biết là nên bỏ phiếu cho ai, ông muốn kéo luôn. Thêm một điểm nữa là bởi vì năm nay chưa bao giờ nước Mỹ mà nó xảy ra cái tình trạng mà COVID cho cả thế giới cả, cho nên Đảng Cộng Hòa lại phải tổ chức ở trên mạng, mình đại gọi là virtual. Cho nên mình thấy cũng tội tội làm sao đó, Đảng Dân Chủ cũng thế mà Đảng Cộng Hòa cũng thế, bởi vì Tổng thống Trump, mà cái quan điểm tôi thấy đó, sự khác biệt rất lớn đó, là ông Trump ông muốn đứng mà nói với chuyện với cả hàng cái số khán giả càng lớn bao nhiêu, ông càng hăng bấy nhiêu, ông càng thích bấy nhiêu, một người của truyền hình mà. Nhưng mà riêng với ông Joe Biden thì lại càng ít người bao nhiêu, ông lại càng tự tin bấy nhiêu. Và chính cái điều đó là các phân tích gia họ cũng đã đưa ra những cái điểm đó. Cho nên chúng ta theo dõi, và để quá quan trọng đó là mình liệu xem cái kết quả đại hội này đó, cái cử tri có thay đổi được hay không. Dạ vâng, thưa anh Thụy, thì kính thưa quý khán thính giả, thì đó cũng là một cái đề tài chúng tôi sẽ thảo luận phần đầu trong cái chương trình này. Và cái phần sau, những cái phần sau còn lại thì chúng tôi muốn tiếp tục trở lại cái đề tài thưa anh Thụy là kỳ tuần trước chúng ta đã bàn, tức là cái sự khác biệt về cái suy nghĩ cũng như cái quan niệm sống giữa hai thế hệ trẻ cũng như là người lớn tuổi tại Hoa Kỳ, cũng như là tuần rồi chúng ta cũng nói về những cái phương pháp dạy con, cái khác biệt giữa Việt Nam cũng như thế nào với lại Hoa Kỳ thế nào. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục một cái góc cạnh khác thưa anh Thụy, cũng như mời anh phát biểu là thay vì những cái góc cạnh mà chúng ta bàn tuần rồi, chúng ta muốn đưa ra cái góc cạnh mà chúng tôi nghĩ rằng nó hiện tại đây là một vấn đề trong gia đình tất cả mọi người chúng ta, đó là cái quan điểm chính trị giữa những người trẻ, con cái chúng ta và những người lớn tuổi như chúng ta. Tại vì cái tình trạng này nó càng ngày, cái sự tranh luận càng ngày càng gay gắt và tạo những cái sự bất hòa trong gia đình. Thì chúng tôi muốn đưa ra, thật sự chúng tôi cũng đã trình bày phần trước là chúng tôi chỉ là những người mà muốn đưa vấn đề này ra để mà thảo luận, và chúng tôi chỉ đóng góp những ý kiến mà chúng tôi nghĩ rằng là rất hạn hẹp của chúng tôi. Chỉ mong rằng quý vị, tất cả mọi người, những người thức giả cũng như những nhà mà gọi là giáo dục, những nhà về tâm lý, hoặc là tất cả mọi người, những người có cái hiểu biết, thì chúng ta cùng đóng góp để mà chúng ta có một cái bài học, để một cái phương cách mà có thể chúng ta có thể là đối diện với cái vấn đề này, thì chúng ta có cái phương pháp nó tốt đẹp hơn để mà giữ được cái ổn định cho gia đình chúng ta. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề mà đang đóng bọng hiện nay, là hiện tại là vấn đề đại hội Đảng Cộng Hòa anh Thụy. Thì bây giờ như anh Thụy vừa rồi có một cái điểm mà chúng ta nói là vấn đề về virtual convention, tức là tất cả mọi việc trên ảo, trên cái hệ thống internet, thì đó là một cái điều mà tự nhiên phải nói mất đi cái phần excited, phải không anh Thụy? Tại vì chúng tôi cũng đã ở những convention rồi anh Thụy. Đúng vậy. Có hàng chục ngàn, nhất là trong cái chúng tôi đã từng là đại biểu chính thức. Nhưng khi mình vào hai lần thưa anh Thụy, chúng tôi đại biểu thứ hai là mình vô trong cái không khí đó, mình mới thấy được thế nào gọi là một cái convention. Đúng. Mới thấy được những cái sự hào hứng mà không những là hàng chục ngàn người đại biểu bên trong mà cả hàng 20-30 ngàn người, những cái người đi đến để mà họ được đến cái đại hội đó. Cho nên phải nói là cái excited. Thưa anh TV nè, mình thấy đó là tất cả những cái cuộc mà vận động tranh cử trước đây đó, là khi mà ông nói tới một cái câu gì mà hay á, là ở dưới máy quay là thấy vỗ tay rồi cờ bay rồi mọi người vui vẻ. Rồi khi mà quay thấy cái khuôn mặt ông muốn nắm tới ai đó là cái máy quay tới người đó. Cho nên cái hình ảnh đó, nó rõ ràng đúng là truyền hình và nó thực tiễn, đi vào lòng người. Còn bây giờ ông cứ nói mạnh ông rồi im liền hết, thỉnh thoảng thì có vài tiếng vỗ tay lèo đèo. Anh Thụy biết không, cái điểm này rất là nhỏ, nhưng mà chúng tôi cũng muốn nói cái sự exciting như thế nào, cái sự gọi là thú vị như thế nào, là
Tại vì bên cạnh đó tất cả những hãng mà truyền thông quốc tế, nghĩa là không những ở Hoa Kỳ mà những hãng thông lớn quốc tế họ về đó, họ theo dõi hết. Thì họ luôn luôn những cái máy video họ luôn luôn theo dõi những cái định đặc biệt. Chúng tôi nhớ là trong cái đại hội mà 2012 tại Charlotte, North Carolina, thì chúng tôi mặc cái áo dài khăn đóng người Việt Nam, thưa anh Thủy, cầm lá cờ Việt Nam, lá cờ Mỹ. Những cái hãng mà lớn ví dụ CBS, NBC, rồi CNN, rồi những cái hãng mà BBC họ tới họ quay phim, họ chụp hình họ đưa lên. Thì phải nói là đây một cái đại hội mà phải có như vậy mới tạo được cái sự niềm tin, những cái sự mà hứng khởi. Mà thường thường trong cái đại hội như thế này đó anh Thủy, là thường thường ví dụ như đảng Dân Cộng Hòa, thì sau cái đại hội là cái người tổng thống đó người ta sẽ push lên, người ta sẽ được nâng lên, cũng như là sau đó cái người mà đại hội đảng Dân Chủ thì cái người mà ticket của cái đảng Dân Chủ đó sẽ được những cái người ta chú ý, tại hàng triệu triệu người trên thế giới người ta theo dõi anh Thủy, thì những cái đảng đó luôn luôn là được nâng lên là như vậy. Thì bây giờ trở lại cái đại hội đảng Cộng Hòa kỳ này, thì một cái điều mà anh Thủy nói là có một cái điểm rất là đặc biệt, thì trên nguyên tắc bao nhiêu năm nay đó là thường thường cái người mà tổng thống, cái ứng cử viên tổng thống luôn luôn xuất hiện cái ngày cuối cùng để nhận cái sự mà gọi là đề cử chính thức của đã trong đảng mình và đọc cái bài diễn văn mà là phải nói là rất là đặc biệt. Đúng. Nhưng mà đặc biệt kỳ này tổng thống Trump hình như xuất hiện mỗi đêm phải không thầy? Mà ngay cái ông mà gọi là trước đây là vấn đề communication director của ông trong White House đó, ông nói rất là kỳ cục, cái ông gọi là ông nói chưa có giờ từng thấy, để bây giờ anh nhận thức. Bên cạnh đó là điểm mà bên cạnh anh thấy những cái nhân vật nào, những cái bài diễn văn nào rất hay mà trong đại tiêu biểu trong cái kỳ này mình thấy bên phía đảng Dân Chủ cũng như đảng Cộng Hòa họ đều có những cái khuôn mặt lãnh đạo lớn. Và bên phía đảng Dân Chủ mình có bà Michelle, rồi ông cựu Tổng thống Obama, thêm những cái nhân vật khác nữa, chẳng hạn như là Bernie Sanders, những nhân vật mà gặp nhận được cái sự ủng hộ mạnh mẽ nhất của cử tri đó, họ phải đưa ra hết. Thì bên phía đảng Cộng Hòa lần này thì bởi vì cái vấn đề là gia đình của Tổng thống Trump mà ông lại thương yêu con cái, rồi phu nhân thì bao giờ cũng được đưa ra để nói về chồng mình cả, thì cái điều đó dễ hiểu rồi. Nhưng mà chưa bao giờ mình thấy trong một đại hội mà gia đình có một cái nét gia đình trị nó mạnh mẽ như thế. Đúng. Tất cả những người con, kể cả những người con một khác vợ của ông, anh Thủy, đây không phải là cái nhận xét của anh mà nhận xét của tất cả những phần nhà, lớn, những nhà phần lớn thì mình thấy đó, cái chuyện đó nó mình, khác biệt không anh? Dạ, nó có một cái sự khác biệt. Và cái chuyện mà con khen bố rồi bố khen con thì cái chuyện nó bình thường, nhưng mà riêng với cái tình hình chính trị hiện nay thì mình thấy nó hơi khác. Với một phần Tổng thống Trump có nhiều con mà con thực sự cũng giỏi phải không ạ? Được bố rồi con của Tổng thống Trump cũng đang lãnh đạo rất nhiều các công ty thay mặt bố, rồi cũng tham gia vào chính trường nữa, bởi vì ông thực sự ông muốn đưa những đứa con này có cơ hội để vào Tòa Bạch Ốc, ra vào thường xuyên, rồi tham gia vào các tiến trình chính trị. Chẳng hạn như con rể của ông Trump, Jared Kushner, một người mà ông đã gốc của Kushner là Do Thái, cho nên nhờ vậy mà ông đưa Kushner sang vùng Trung Đông và đóng góp cái thành quả là đạt được cái hòa bình, cái hiệp ước hòa bình giữa Do Thái và khối Ả Rập Thống Nhất. Thì đó là những điểm mà thành quả mà ông muốn đạt được. Và thêm một điểm nữa, bất cứ đại hội đảng Cộng Hòa nào, nhất là cái thế mạnh hiện nay của đảng Cộng Hòa đó, là họ tha hồ nói về những thành quả mà họ đã đạt được trong suốt 4 năm qua. Ngay cả cái chuyện mà coronavirus, cho dù là Tổng thống Trump đã bị chỉ trích là cái phản ứng của ông chậm trễ, rồi nhiều vấn đề mà ông làm ngơ đi những cái đề nghị của các nhà khoa học và cũng như các giới chức y tế, trong đó có bác sĩ Fauci và bác sĩ Burt. Nhưng mà riêng với bài diễn văn của con trai trưởng Donald Trump Jr. lại khen ngợi bố, nói rằng không có ai mà có khả năng đáp ứng nhanh và mạnh như bố của tôi cả, và nhờ vậy đã giúp cho cái coronavirus nó giảm xuống vào thời điểm mà giảm thật. Bởi vì sao? Sau khi bệnh nhiều quá rồi hoặc là nhiều người chết rồi, thì với cái nỗ lực hiện nay mà bên phía giới chức y tế cũng nhìn nhận là cái trường hợp các ca nhiễm bệnh của coronavirus đã giảm xuống nhờ là họ chịu khó đeo khẩu trang. Nhưng mà cái riêng với cái chuyện khẩu trang thì chúng ta nhớ phải cho đến khi mà dịch bệnh của Hoa Kỳ nó nghĩa là tràn lan hết rồi và Tổng thống Trump phải được khuyến khích liên tục, cuối cùng ông mới chịu xuất hiện trước công chúng đeo khẩu trang vào. Thì những cái điểm đó chúng ta thấy rằng rất khác biệt rất lớn
giữa cái tình hình thực tế và cái nội dung ở bên trong Đảng Cộng Hòa mà những người muốn ủng hộ Tổng thống Trump ca ngợi Tổng thống Trump? Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là một vài cái tiêu biểu của cái Đại hội Đảng Cộng Hòa hiện đang xảy ra tại Charlotte, North Carolina. Chúng tôi sẽ trở lại quý vị sau phần quảng cáo.